Devanaga Mahetika Unyang no Anumodan Dutirangakhan Tuno Garo Akasattha Chafumattha Devanaga Mahetika Unyang no Anumodan Dutirangakhan Tuno Garo Akasattha chafummattha Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hồi Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sinh. Văn kinh chi cú sa la cầm măng cách tập bằng kiri yang mama ka ye na wa cha mana sa ti da se su ga tang ka tang ye sat ta sanh ni no at ti ye cha sat ta a sanh ni no ka tam pun nya pha lang nay hang sat đề pha ghi ta hoàn tu tề về tăng các tăng suy đi tăng điện năng buồn nha pha lăng ma già về chất tát tha na cha nam ti đề hoa gan toa đi về đa dùm sắp đề lô cam nhi về ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ma nun nhang phô cha năng sắp Đề phàn tu ma ma chê ta sa ti. Phúc căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo vững bền, có thể giúp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an, phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thâm nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đằng vô nha ti năng hô tu su ki ta hôn tu nha ta vô. Nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này, được thọ sanh lạc cảnh. Y đằng wa ta no vô nhân a sa wa kha già wa hằng hồn tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đăng mê buồn nhằn Nếp bà nát sát bất cha dồ hồ tú. Mong tất cả chúng ta sẽ đắc được đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, ứng tẩm lập đã từ bi hoan hỷ, thay mặt chư tôn đức tăng truyền giao tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo ra. Chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài quan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức,
Con xin chư Phước này đến đạo tràng Pháp hội, mong rằng Phước này trợ duyên cho quý ngài, quý vị được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Buddhaya. Cũng do quả phước này trợ duyên để đạt được đạo quả giải thoát. Với phước báo này, xin được phát sanh trí tuệ tu tập tiến đến đạo quả giải thoát. Và cũng qua quả phước này, xin chi phước đến tất cả những bệnh nhân đã bị nhiễm COVID, các FO sớm phục hồi sức khỏe. Mong tất cả các nạn nhân bị bệnh COVID trên toàn thế giới cũng như nước Việt Nam đều được tai qua nạn khỏi, thoát khỏi sự nguy hiểm của bệnh tật. Và cầu mong cả thế giới và nói riêng, nói chung và nước Việt Nam nói riêng sớm được dứt khỏi bệnh COVID, và y tế sẽ có một cái kế hoạch để mà khống chế cái dịch virus làm cho nhân loại khốn đốn trong những năm qua. Và đã trong quá trình lễ bái thọ trì quy giới, lễ bái Tam Bảo, có gì sơ suất con xin sám hối với Tam Bảo, xin sám hối với chư tăng, sám hối với quý đạo hữu. Dạ, đã hết giờ, đây là 4:30. Dạ, dạ đã hoàn mãn thời kinh. Dạ, con kính dâng nít đến ngài Chí Đức ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Thầy. Kính lễ chư tôn thân đức tăng, xin chào quý cô tu nữ, xin chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 67. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Bồ Ma Hề Si A Ra Hằng Ta Tha Ga Tô Lô Cô Ta Mô Sa Ba Ga Lù Hí Chệt Tha Cô Lô Ca Sa Sa Tha Cha Na Đầm Ma Phù Quy Đồ Hoành Đà Ma Hành Tầm Đa Ra Phù. Cha này giác tầm, Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tôi thường giáo chủ trí năng vô lượng, tứ đế ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương phát trầm. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bát đi bồ tát ta sa sa thu nô lô ca nó mạnh tha sa quy na ca rô cô sắp bành nhu bút thấp bát đi phù tí sanh nhá tù hoàn đà má hành tầng ná ra phù. Trái này giác tầm, pháp bảo vi ơn vàng, Như Lai soi sáng vạt màn vô minh, hóa tan lầm lạc dũng sinh, đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ quan đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân cô quý số thù số quét tá sa sa quát cô xích kha số ca mô quát ta thầm má xích kha cô nền đà bất sân sa đi a na đá rù quá rù hoành đà má hành tầng ná ra phù. Cha này giác tầm, Tăng Bảo Thinh Quang Phật Đà trong một mong rõ để mà thoát thân, các ngài thanh tịnh ly trần xa lệ thế pháp phàm nhân hai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tà nát tây gia tề chê nát sách thà mê ê tú á thát năng tác xà bí à nú phà quê nát xá hát xà dê nát sách chạch tú. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Dạ. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ quý vị nhìn vào bài học ha. Na tăng cầm bằng ca tăng xà thú, Na tăng cầm bằng ca tăng xà thú, Na tăng cầm bằng ca tăng xà thú. Câu số 2. Dân ca tòa anu tập bá tí, dân ca tòa anu tập bá tí, dân ca tòa anu tập bá tí. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 1, câu 2 ha. Na tăng cầm ca tăng xà thú, dân ca tòa anu tập bá tí, Na tăng cầm bằng ca tăng xà
thu ca tòa anu tập bát đi na tăng cầm bằng ca tăng xa thu dân ca tòa anu tập bát đi. Bây giờ câu 3 câu 4 yassa sumukho, đúng rồi, yassa sumukho rô đăng, yassa sumukho rô đăng, yassa sumukho rô đăng. Và câu cuối cùng quý bà cần bát tí xê quá tí, quý bà cần bát tí xê quá tí, quý bà cần bát tí xê quá tí. Bây giờ ôn lại câu 3 câu 4 yassa sumukho rô đăng, quý bà cần bát tí xê quá tí, yassa sumukho rô đăng, quý bà cần bát tí xê quá tí, yassa sumukho rô đăng, quý bà cần bát tí xê quá tí. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới ha. Na tăng cầm bằng ca tăng sa thu dân ca tòa anu tập bát tí ya sa sumukho rô đăng, quý bà cần bát tí xê quá tí. Na tăng cầm bằng ca tăng sa thu dân ca tòa anu tập bát tí ya sa sumukho rô đăng, quý bà cần bát tí xê quá tí. Na tăng cầm bằng ca tăng sa thu dân ca tòa anu tập bát tí ya sa sumukho rô đăng, quý bà cần bát tí xê quá tí. Câu 67 này thì có một giọng đọc ha, chúng ta không thể chia làm hai mà quý vị có thể chia làm ba. Có nghĩa là đọc mệt nhỉ, mà muốn không mệt thì đọc một hơi, mà mệt thì đọc hai hơi ba hơi, cái là quyền của quý vị ha. Nhưng mà phải phân biệt trường âm đoạn âm. Đọc lại ha. Na tăng cầm bằng ca tăng sa thu dân ca tòa anu tập bát tí ya sa sumukho rô đăng, quý bà cần bát tí xê quá tí. Rồi đó là dòng kinh. Dòng kinh chỉ có một cách đọc. Bây giờ qua dòng kệ, một câu tám từ chúng ta chia làm hai, bốn, bốn, và cố gắng đọc một lần hai câu ha. Na tăng cầm bằng ca tăng sa thu dân ca tòa a nu tập ba tỳ yassa sumukho rô đăng, quý bà cần bát tí xê quá tỳ. Na tăng cầm bằng ca tăng sa thu dân ca tòa a nu tập ba tỳ yassa sumukho rô đăng, quý bà cần bát tí xê quá tỳ. Na tăng cầm bằng ca tăng sa thu dân ca tòa a nu tập ba tỳ yassa sumukho rô đăng, quý bà cần bát tí xê quá tỳ. Nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặt nhúng lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục. Rồi bây giờ mời Sít Mêta, Sít Kim. Hôm nay Sít Kim Nhung sức khỏe thế nào? Sít Hồng Mai không thấy Sít Kim Nhung đến với đạo tràng, chắc sức khỏe không được ổn định ha. Rồi mời Sít Mêta, Sít Kim. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ cảm ơn cô Thiện Vũ. Dạ quý vị khác có nghe được âm thanh của Metta không vậy?
Dạ xin cho biết, dạ cảm ơn cô Hồng Mai, dạ cảm ơn cô Kim. Dạ trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức quý bà quý cô tu nữ. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú 67 ạ. Na tăng cầm măng ca tăng xa thu dân cạch tòa anu tập bati yat sa at su mu kho ro đăng quý ba căng bati se wati. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ná đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, câm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa trường âm thông thường, thú đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cát trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, á nú hai đoạn âm, tấp trường âm nhấn, bá tí hai đoạn âm. Na tăng cầm măng ca tăng xa thu dân cạch tòa anu tập bá tí. Con phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Giác trường âm nhấn, xá đoạn âm, át trường âm nhấn, xú mú hai đoạn âm, khô rô hai trường âm thông thường, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, ba trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá tí hai đoạn âm, xê trường âm thông thường, quá tí hai đoạn âm. Yat sa at su mu kho ro đăng quý ba căng bá tí xê quá tí. Dạ con đọc lại cả bài. Na tăng cầm măng ca tăng xa thu dân cạch tòa anu tập bati yat sa at su mu kho ro đăng quý ba căn bati se wati. Na tăng cầm măng ca tăng sa thu dân. Dạ để con kéo xuống, con xin đọc lại. Chết rồi. Na tăng cầm măng ca tăng sa thu dân cắt tòa anu tập bà tí yat sa at su mu khổ rô đăng quý bà căng bà tí xê quá tí. Nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn mặc nhóm lệ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc lại lần nữa. Na tăng cầm măng ca tăng xa thu dân cách tòa anu tập bát tị giác xa át su mu khổ rô đăng quý bà căng bát tị xê quá tị. Na tăng cầm măng ca tăng xa thu dân cách tòa quá dân cách tòa á nụ tập ba tỷ yat sa at su mu kho ro đăng quy ba căn ba tỷ se wa tỷ. Na tăng cầm măng ca tăng sa thô dân cát tòa á nụ tập ba tỷ yat sa at su mu khô rô đăng quy ba căn ba tỷ sê qua tỷ. Và con đã đọc xong kệ xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Và con xin nhường mic cho cô Kim. Hello, hello, con kính chào sư Trí Đức, các sư, các cô tu nữ. Quý vị nghe âm thanh rõ ràng không nha? Liên tục ha, không có đứt quãng nha. Khi nào có đứt quãng nhớ cho biết nha. Cảm ơn, cảm ơn. Quý vị đã cho tín hiệu 1, 2, 3.
ba người cho tín hiệu rõ giờ liên tục. Cảm ơn Hồng Mai nghe, người đẹp. Thôi bây giờ trả bài đi, bữa nay không có Hồng Thị Kim Dung. Hồng Thị Kim Dung lúc nào cũng vỗ tay vỗ chân với tôi hết. Ê, Châu Phan 54 nữa, quá trời nghe rõ luôn, một đống số 1 luôn. Bình tĩnh nghe nghe. Trời, tôi nói cho quý nhà, quý vị có tin không? Từ sáng mơ tôi thức dậy mà chưa rửa mặt nữa đó. Đọc trả bài xong rồi đi rửa mặt đó. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 67. Con bắt đầu đọc nghe sư. Na tăng khâm măng khát tăng xà thu dăng khát tò anutap pati yat sasumuko rô đăng quý phà khăn pati xê quati. Na tăng khâm măng khát tăng xà thu dăng khát tò anutap pati yat sasumuko rô đăng quý phà khăn pati xê quati. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Á đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Khâm, trường âm nhắn. Măng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá, đoạn âm. Tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa, trường âm thông thường. Thú, đoạn âm. Phân tích câu số 2. Dăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Khác, trường âm nhắn. Tòa, trường âm thông thường. Á, nú, hai đoạn âm. Táp, trường âm nhắn. Bá, tí, hai đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3 và câu 4 và phân tích câu 3 và câu 4. Na tăng khâm măng khát tăng xà thú dăng khát tò anutap pati yat sa at sumuko rô đăng quý phà khăn pati xê quati. Phân tích câu số 3. Yas, trường âm nhắn. Xá, đoạn âm. As, trường âm nhắn. Sú mú, hai đoạn âm. Cô, khô, trường âm khô, rô, hai trường âm thông thường. Đăng, trường đọc theo giọng nguyên âm. Phân tích câu cúng cùi, hai câu cuối cùng. Quý, đoạn âm, ba, trường âm thông thường. Căng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá, tí, hai đoạn âm. Xê, trường âm thông thường. Quá, tí, hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ, không phải ca cải lương. Nặng nó nhiều nhiều thôi, đọc trả bài đi, còn phụ đề nữa. Bị la là phải rồi. Yasa asumuko ro dang vipa khan pati se wati. Na tang kham mang kha tang sa thu dang khắc tò anutap pati yasa asumuko ro dang vipa khan pati se wati. Na tăng khâm măng khát tăng xà thú dăng khát tò anutap pati yat sa asumuko rô đăng quý phà khăn pati xê quati. Na tăng khâm măng khát tăng xà thú dăng khát tò anutap pati yat sa asumuko rô đăng quý phà khăn pati xê quati. Na tăng khâm măng kha tăng sa thù yang khắc to anu tapati yat sa su mu ko ro đăng vi vi pa khăng pa ti se wa ti. Nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mắt nhuốm lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu của câu Kinh Pháp Cú số 67. Trời ơi, sao nó nhảy tùm lum vậy trời, đúng là cái bánh lỗm. Về. Đó, hai người. Người đó phe ta, mắt một người, Hồng Thị Kim Dung. Trời, đổ tay vỗ chân. Dạ, sư con có sai cái gì không sư? Có sư thì sư cho con biết. À, quý vị có nghe tôi có bị cái gì nhân không ha? Nói cho biết có mấy nhân ha? Không có thì cảm ơn quý vị nghe, chúc quý vị luôn một ngày ăn vui. Dạ xin mời quý vị kế tiếp, hình như Thiện Vũ đó phải không? Ok, cảm ơn quý vị đã cho bông quay vỗ tay vỗ chân nha. Bây giờ đi rửa mặt đó. Con xin kính đảnh lễ sư trí đức.
Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 67. Na tăng cam măng ca tăng sa thu giang ca tòa anutap patiyat sa at sumu khô rô đăng quy phà căng patise wati. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Ná, đoạn âm. Tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Căm, trường âm nhấn. Măng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá, đoạn âm. Tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa, trường âm thông thường. Thú, đoạn âm. Giang, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Các, trường âm nhấn. Toa, trường âm thông thường. Á, nú, hai đoạn âm. Táp, trường âm nhấn. Bá, tí, hai đoạn âm. Na tăng căm măng ca tăng sa thu giang ca tòa anutap pati. Con xin đọc câu 3, câu 4. Giác, trường âm nhấn. Xá, đoạn âm. Ác, trường âm nhấn. Xú, mú, hai đoạn âm. Khô, rô, hai trường âm thông thường. Đăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý, đoạn âm. Ta, trường âm thông thường. Căng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá, tí, hai đoạn âm. Xê, trường âm thông thường. Quá, tí, hai đoạn âm. Giác, sa áp, su mu khô rô đăng quy phà căng pa tí xê quá tí. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 67. Na tăng căm măng ca tăng sa thu giang ca tòa anutap patiyat sa at sumu khô rô đăng quy phà căng pa tí xê quá tí. Na tăng căm măng ca tăng sa thu giang ca tòa anutap pati yat sa at su mu khô rô đăng quy phà căng pa tí xê quá tí. Nghiệp làm không tránh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặt nhuốm lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai con xin sư sửa cho con, và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư trí đức, kính lễ quý chư tăng, các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn các bạn đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 67. Na tăng cam măng ca tăng sa thu văn ca tòa anutap pati yas sa asumu kho vô đăng vi pa căng pati se wati. Na tăng cam măng ca tăng sa thu văn ca tòa anutap pati yas sa asumu kho ro đăng vi pa căng pati se wati. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ná đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cam trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa trường âm thông thường, thú đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cách trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, á nú hai đoạn âm, tắp trường âm nhấn, tá tí hai đoạn âm. Na tăng cam măng ca tăng sa thu văn ca tòa anutap pati. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Yas trường âm nhấn, xá đoạn âm, as trường âm nhấn, xú mú hai đoạn âm, khô rô hai trường âm thông thường, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, ta trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá tí hai đoạn âm, xê trường âm thông thường, quá tí hai đoạn âm, yassa asumuk
khô rô đăng quý pa căng pa ti xê quá ti. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 67. Na tăng cam măng ca tăng sa thu dăng ca tòa anu tập pa ti yas sa asu múc khô rô đăng quý pa căng pa ti xê quá ti. Na tăng cam măng ca tăng sa thu dăng ca tòa anu tập Patiyasa asu mukhoro dang vipakang patisewati. Dạ con xin kệ. Na tăng cam măng ca tăng sa thu dăng ca tòa anu tập pati yasa asu mukhoro dang vipakang patisewati. Na tăng cam măng ca tăng sa thu yang ca tòa anu tập pati yas asu mu khô rô đăng vi pa căng pa ti se wa ti. Nghiệp làm không chánh niệm, làm rồi sanh ăn năn mặt nhuốm lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc, phân tích và kể xong. Có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa dùm. Cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài. Xin xuống mic ạ. Dạ xin mời niệm từ. Dạ con xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Tha Giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Cảm ơn thiền vũ đã cho biết là âm thanh rõ, và con xin đọc và phân tích câu pháp cú 67 hôm nay. Na tăng cầm măng ca tăng sa thu dăng ca tòa anu tập pa ti ya sa a su mu khô rô đăng vi ba cầm pa ti se wa ti. Na tăng cầm măng ca tăng sa thu dăng ca tòa anu tập pa ti ya sa a su mu khô rô đăng vi ba cầm pa ti se wa ti. Và con xin phân tích câu số 1. Ná là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cầm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa là trường âm thông thường, thú là đoạn âm. Câu số 2. Dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cách là trường âm nhấn, tua là trường âm thông thường, á nú là hai đoạn âm, tấp là trường âm nhấn, bá tí là hai đoạn âm. Na tăng cầm măng ca tăng sa thu dăng cách tua á nú tấp bá tí. Và con phân tích câu số 3 và câu số 4. Yas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, as là trường âm nhấn, sú mú là hai đoạn âm, khô là trường âm thông thường, rô là đoạn là trường âm thông thường, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 4, quý là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá tí là hai đoạn âm, xê là trường âm thông thường, quá tí là hai đoạn âm. Yassa asu mu kho ro dang vi ba kang ba ti huệ ba ti se wa ti. Na tang cam mang ca tang sa thu yang cat to na tu tap ba ti yassa asu mu kho ro dang vi ba kang ba ti se wa ti. Na tăng cầm măng ca tăng sa thu dăng cách tòa anu tập ba ti ya sa asu mu khô rô đăng vi ba căng ba ti se wa ti. Nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn,
mặt nhuốm lệ khóc than, lạnh chịu quả dị thục. Đó là bản dịch chữ gì của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ câu số 68. Na tăng tham măng ca tăng sa tu yam can tua a nu tập ba ti yan sa asu mu ko ro đăng vi ba cam ba ti se wa ti. Na tăng cam măng ca tăng sa chú yang tu tát tua nu tập ba ti yat sa asu mu khổ lô đăng vi ba cam ba ti se wa ti. Và con đã đọc và phân tích xong. Không có sai, mong lại và đạo tràng sửa lời giúp chùm con. Và con kính cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Và Nam Mô Bích Tha Giá. Đừng từ mời bằng tay của Pháp Nguồn ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con xin chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc Pháp Cú 67 ạ. Na tăng cầm măng ca tăng sa thu yang kat tòa anuttapati yasa ansu mukho ro dang vipakang pati sevati na tang kam mang ka tang sathu yang kat tòa anuttapati yasa ansu mukho ro dang vipakang pati sevati. Dạ, con xin được phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Câu ná là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, căng là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa là trường âm thông thường, thú là đoạn âm, yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cát là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, á, nú là hai đoạn âm, táp trường âm nhấn, bá tí là hai đoạn âm. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Giá là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, á, át là trường âm nhấn, xú, mú là hai đoạn âm, khô, rô là hai trường âm thông thường, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pá, tí là hai đoạn âm, xê là trường âm thông thường, quá, tí là hai đoạn âm. Con xin đọc lại ạ. Na tăng cầm măng ca tăng sa thu yang ca tòa anu tapati yasa an su mut khổ ro đăng vipa căng pati se wati. Làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặt nhốm lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin được kể ạ. Na tăng cam măng ca tăng sa thu yang ca toa anuttapati yasa asu mukho ro đăng vipakang pati sevati. Na tăng cam măng ca tăng sa thu yang ca toa anuttapati yasa asu mukho ro đăng vipakang pati sevati. Dạ, Ewan ạ, con xin hết ạ. Con xin được xuống mic ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu Pháp Cú số 67 ngày hôm nay ạ. Na tăng cầm măng ca tăng xà thú dân cách tòa anu tập pati yat sa asumu khổ rô đăng quý bà căng pati se vati. Na tăng cầm măng ca tăng xà thú dân cách tòa anu tập pati yat sa asumu khổ rô đăng quý bà căng pati se vati. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Na tăng cầm măng ca tăng xà thú dân cách tòa anu tập pati. Na là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cầm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa là trường âm thông thường, thú là đoạn âm, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cách là đoạn là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, á nú là hai đoạn âm, tấp là trường âm nhấn, bá tí là hai đoạn âm. Na tăng cầm măng ca tăng xà thú dân cách tòa anu tấp pati. Và câu số 3 và câu số 4. Yat sa asumu khổ rô đăng quý bà căng pati se vati. Yas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, as là trường âm nhấn, su, mu là hai đoạn âm, khô là trường âm thông thường, rô là trường âm thông thường, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá, tí là hai đoạn âm, c là trường âm thông thường, quá, tí là hai đoạn âm. Yassa asumu khổ rô đăng quý bà căng bát tí xê quá tí. Dạ, con xin đọc lại ạ. Na tăng cầm măng cát tăng xà thú dân cát tòa anu tập bát tí yassa asumu khổ rô đăng quý bà căng bát tí xê quá tí. Nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mắt nhuốm lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na tăng cam măng ca tăng sa thu yang ca toa anu tập ba ti yasn sa su mu khu ro đăng vi ba căng ba ti se wa ti. Tăng cam măng ca tăng sa thu yang can tua anu tập ba ti yat sa su mu khu ro đăng vi ba căm ba ti se wa ti. Dạ, con đã đọc và kể xong có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ, con xin kính mời bàn tay của cô tu nữ Phúc Hạnh ạ. Cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Kính chào đạo tràng. Phúc Hạnh xin cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Cho nên con xin đọc câu số Pháp Cú số 57. Na tăng cầm măng ca tăng xà thú dân ca tòa anu tát ba tí yát xa át su mu khổ rồ đăng quý bà căng ba tí xê quá tí. Na tăng cầm măng ca tăng xà thú dân ca tòa anu tát ba tí yát xa át su mu khổ rồ đăng quý bà căng ba tí xê quá tí. Ná là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quên, ná là đoạn âm, con xin sám hối, ná là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cam là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm,
Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa là trường âm thông thường, thố là đoạn âm. Câu số 2 ạ. Dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, toa là trường âm đọc thông thường, á, nú là hai đoạn âm, táp là trường âm nhấn, bá, tí là hai đoạn âm. Câu số 3. Giác là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, át là trường âm nhấn, sú, mú là hai đoạn âm, khô, rô là hai trường âm thông thường, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá, tí là hai đoạn âm, xê là trường âm thông thường, vá, tí là hai đoạn âm. Na tằng cầm mằng ca tằng xà thu dần ca tòa anutap pati yat sa asumu khổ rồ đằng vi bà cần bát tí xề quá tí. Na tằng cầm mằng ca tằng xà thu dần ca tòa anutap pati yat sa asumu khổ rồ đằng vi bà cần bát tí xề quá tí. Nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặt nhúm lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Na tăng ca măng ca tăng sa thù dân ca toa a nu ta ba tì ya sa su mu khô rô đăng vì ba căn ba tì xê hoa tì. Dạ con đã đọc và kệ và phân tích xong. Có sai chỗ nào xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa. Con xin cúng xuống bếp, xin mời vị tiếp theo. Con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Na tăng cầm măng ca tăng sa thu yăng ca tòa anuttapati yán sa asum mu ko đô đăng quý bà căng pati se wati. Na tăng cầm măng ca tăng sa thu yăng ca to anu tam pati yan sa asu bung ko ro dang vi pa kang pati se wati. Con phân tích câu 1 và 2. Na đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cam trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa trường âm thông thường, thú đoạn âm, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khách trường âm nhẫn, toa trường âm thông thường, á đoạn âm, nú đoạn âm, tắp trường âm nhấn, bá tí hai đoạn âm. Na tăng cầm măng ca tăng sa thú dân khách toa anu tắp bá tí. Câu 3 và 4. Yát sá át su mú khô rô đăng quý bà cần bá tí xê quá tí. Yát trường âm nhấn, xá đoạn âm, as trường âm nhấn, sú đoạn âm, mú đoạn âm, khô trường âm thông thường, rô trường âm thông thường, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, ba trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bát tí hai đoạn âm, c trường âm thông thường, quá tí hai đoạn âm. Yát sa asu mu khô rô đăng quý bà căng phát thi xê quá tí. Na tăng khâm măng ca tăng sa thu dân khách tò anu tắp phát thi. Yát sa asu mu khô rô đăng quý bà căng phát thi xê quá tí. Nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặt nhúm lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na tăng khâm măng khà thăng sa thú dân khà toa nụ tâm ba ti
yên sa su bu khô rô đăng quý ba căn ba thì sẽ quá tình na tăng cam măng ca tăng sa tu yên khăn to nữ ba tâm ba ti yên sa su bu khô rô đăng quý ba căn ba thì sẽ quá tình. Dạ thưa con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mình mời về kế tiếp. Dạ con kính, xin kính lễ sư trí đức, xin kính lễ quý chư tăng, xin kính lễ quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Con xin được đọc câu pháp cú 67. Na tăng cầm măng ca tăng sa thu văn ca tòa anuta patiya sa sumukho ro đăng vi pa căng pati se quá tê. Na tăng cầm măng ca tăng sa thu văn ca tòa anuta patiya sa sumukho ro đăng vi pa căng pati se quá tê. Dạ con xin được phân tích 4 câu liên tục. Ná là đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, căm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cả đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa trường âm thông thường, thú đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cát trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, á nú hai đoạn âm, táp trường âm nhấn, bá tí hai đoạn âm, giác trường âm nhấn, xá đoạn âm, ác trường âm nhấn, xú mú hai đoạn âm, khô trường âm thông, khô rô hai trường âm thông thường, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ví đoạn âm, pa trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá tí hai đoạn âm, xê trường âm thông thường, vá tí hai đoạn âm. Dạ, con xin được đọc lại. Na tăng cẩm măng ca tăng sa thu văn ca tòa anutap patiya sa sumukho ro đăng vi pa căng pati se quá ti. Na tăng cẩm măng ca tăng sa thu văn ca tòa anutap patiya sa sumukho ro đăng vi pa căng pati se quá ti. Nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặc nhóm lệ khoan, lãnh chịu quả dị thục, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ thưa sư, con đã đọc xong. Dạ con xin xuống mít kính tri ân sư, kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ sa thú kính cảm ơn sư thô tỷ phú. Dạ cảm ơn thiền vụ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sẵn Khá Hà giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ cảm ơn sư thô tỷ phú cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, Đại Đức Trời Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Văn thanh không nghe đạo tràng, còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không ạ? Dạ cảm ơn Thích Hồng Mai. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ phúc hạnh, cô tu nữ tệ duyên. Dạ cảm ơn thiền vụ, cảm ơn Đô Thị Phúng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Văn thanh nghe được chưa? Dạ Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, nãy giờ Nhật Quỳnh lặn cũng hơi sâu sâu. Nhật Quỳnh nghe máy êm ru nên Nhật Quỳnh chạy lại thấy câu chát của cô Phúc Hạnh nên Nhật Quỳnh mới trở lại máy, nên Nhật Quỳnh không có biết, không có biết là vị nào trả bài và chưa trả bài. Nếu vị nào chưa trả bài thì xin mời bằng tay. Và còn biết chắc là sư đệ Tuệ Đức là chưa trả bài rồi, chưa ôn bài rồi. Dạ, nếu sư có chức máy, sư có thể cầm mít được thì con thay mặt đạo tràng cung thỉnh Đại Đức Trời Đức
và kính mời cô tu nữ thầy duyên nhà mời đạo tràng. Dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ con kính nhân bích đến sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lại ơn Đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đến lễ Thượng Tọa Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài Kinh Pháp Cú câu số 67. Nát tăng cầm măng cát tăng sa thúc dân cát to anutapati yasa as sumukho ro đăng vipa căng batise vát tí. Nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặt nhúm lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ ạ. Na tăng cầm măng cà tăng sa thu văn cà toa anu tập bà tiên gia sa a su mu khô rô đăng vi ba căng bà tí xê quạch tì. Na tăng cầm măng cà tăng sa thu văn cà toa anu tập bà tiên gia sa a su mu khô rô đăng vì ba căn bát tí sẽ quay. Na tăng cầm măng cà tăng sa thu văn cà toa anu tập bà ti gia sa a su mu khô rô đăng vì ba căn bát tí sẽ quay ti. Dạ con xin hát ạ, xin chú mít ạ, xin nhường mít lại cho đạo tràng ạ. Dạ sa thú lành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức tự đức. Dạ cô tu nữ thầy duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cô có ôn bài không cô? Dạ cô tu nữ thầy duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ cảm ơn thiền vũ. Thì chắc cô thầy duyên không nghe rồi. Dạ con xin được trả bài câu pháp quốc kinh chỗ 67. Còn vị nào chưa có ôn bài thì kính mời bàn tay nha quý vị. Nhật Quỳnh lặng hơi sâu nên Nhật Quỳnh chưa biết vị nào đã ôn bài. Na tăng cầm măng cát tăng sa thu văn cát to anutap bát ti gia sa asumu khô rô đăng vi ba căn bát ti se vát ti. Na tăng cầm măng cát tăng sa thu văn cát to anutap bát ti gia sa gia sa a su mu kho ro đăng vi ba căn bát ti se vát ti. Con xin phân tích bốn câu. Na đoạn âm, tâm trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cầm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa trường âm thông thường, thú đoạn âm. Văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cát trường âm nhấn, toa trường âm thông thường. Á, nú, hạ. Hai đoạn âm. Tắp trường âm nhấn, bá, tí. Hai đoạn âm. Giá trường âm nhấn, xá. Đoạn âm. Ác trường âm nhấn, xú, mú. Hai đoạn âm. Khô trường âm thông thường, rô trường âm thông thường. Đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý đoạn âm, ba trường âm thông thường, căn trường âm đọc theo giọng nguyên. Bá tí hai đoạn âm, xê trường âm thông thường, tí hai đoạn âm. Na tăng cầm măng ca tăng sa thu văn ca ta anu tập bát ti gia sa a su mu kho rô đăng vi ba căn bát ti xê quát tí. Cảm ơn Quang Thanh. Nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặt nhân lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục.
Dạ, đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, con đọc và phân tích có sai, con cung thỉnh Ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con sửa. Na tăng căm măng ca tăng sa thu dẫn ca ta a nụ tập ba tê ca sa a su mù khô sô đăng bị ba căn ba tì xê qua tiền. Nà tặng căm măng cà tặng xa thu dẫn cách ta a nụ tập ba thi chà xa a su mù khô sô đăng quỷ ba căn ba tì xê qua tì. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời cô tu nữ Tệ Duyên ạ. À, dạ, sa thú, cảm ơn Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức, Tuệ Đức, kính lễ quý tu nữ và thanh trào quý thiền nam tín nữ. Và cảm ơn Nhật Quỳnh đã phát bài. Thì bây giờ Tuệ Duyên xin phân tích câu pháp cú số 67. Nát tăng cầm măng cách tăng xà thú dân cách tòa Anuttap Bati. Ná đoạn âm, tăng trường âm giọng nguyên âm, căm trường âm nhấn, măng trường âm giọng nguyên âm, cá đoạn âm, tăng trường âm giọng nguyên âm, sa trường âm thông thường, thú đoạn âm, dân trường âm giọng nguyên âm, cá đoạn âm, toa trường âm thông thường, á nú hai đoạn âm, tắt trường âm nhấn, bá tí hai đoạn âm. Nát tăng cầm măng cắt tăng xà thú dằn cắt tòa Anuttap Bati. Đoạn 3 và 4. Giác trường âm nhấn, xá đoạn âm, át trường âm nhấn, xú mú hai đoạn âm, khô trường âm thông thường, rô trường âm thông thường, đăng trường âm giọng nguyên âm, quý đoạn âm, ba trường âm thông thường, căng trường âm giọng nguyên âm, bá tí hai đoạn âm, xê trường âm thông thường, quá tí hai đoạn âm, giá xá âm, giác xá át su múc khô rô đăng quý ba căng bát tí xê quá tí. Nát tăng cầm măng cách tăng xa thú dân cách tòa Anuttap Bati. Giác xá an át su múc khô rô đăng quý ba căng bát tí xê quá tí. Na tăng cam măng ca tăng sa thu văn tòa anu tập văn ca tòa anu tập ba ti yat sa asu mu ko ro đăng vi ba căn ba ti se wa ti. Na tăng căm măng ca tăng xa tu văn ca toa anu tập ba ti yat sa asu mu ko ro đăng vi ba căn ba ti se wa ti. Nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặt nhúm lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục. Khổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Dạ, tự nhiên đã phân tích và có sai xin đạo tràng và ngài chỉnh sửa. Và bây giờ tự nhiên xin xuống mic, kính mời Nhật Quỳnh trở lại. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô tu nữ đại duyên. Nam mô Bích Thai giá, và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn Quang Thanh, cảm ơn Thiền Vũ. Quang Thanh trả bài chưa? Quang Thanh nãy giờ nói nghe không nghe, trả bài chưa? Ồ, mời Quang Thanh nha, với mời Xích Hà nha, Xích Hà mới vào phải không? Dạ, mời Quang Thanh. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Mai, Nam mô Sơn Khả Giá. Con kính đảnh lễ Ân Đức Tăng, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tệ Đức và kính lễ quý sư hiện đạo tràng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô nữ đại duyên cô tu nữ phúc hành và thể. Chàng con dịch bài câu pháp cú 47 Na tăng cầm măng ca tăng xà thu dạng ca tòa anutap batiyat saat sumu khổ rồ đăng quy bà cằng batise wati. Na tăng cầm măng ca tăng xà thu rằng ca tòa anutap batizat saat sumu khổ rồ đăng quy bà cằng batise wati. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Na tăng cầm măng ca tăng xà thu. Rằm yếu quá. Con xin đọc lại, sám hối con xin đọc lại. Na tăng cầm măng ca tăng xà thu rằng ca tòa anutap ba ti. Ná là đoàn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, căm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoàn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa là trường âm. Thú răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cát là trường âm, ba là trường âm thông thường. Á là hai đoạn âm. Tăng cầm măng ca tăng xà thu răng ca tòa anutap ba ti. Câu 3 và câu 4. Sát sát su mu khổ rồ đằng quy bà càng ba ti sề quá ti. Giác là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, át là trường âm nhấn, xú mú là hai đoạn âm, khô là trường âm thông thường, khô rô là hai trường âm thông thường, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá tí là hai đoạn âm, c là trường âm thông thường, quá tí là hai đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại bài. Na tăng cầm măng ca tăng xà thu yàng ca tòa anutap ba ti rát sa át su mu khổ rồ đăng quy bà càng ba ti sề qua ti. Nghiệp lành không chánh niệm, làm rồi sanh ăn năn, mặt nhuốm lệ, khóc than, lãnh chỉ dị thục. Đấy là của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ ạ.
Na tăng cam măng ca tăng sa thu dầm cam sa toa a lúc ba ti giặt xa a su mù khô rô răng quý ba căng a ti sê ba ti Na tăng cam măng ca tăng sa thu râm ca toa anu tap ba ti giặt xa su mù khô rô răng quý ba cam ba ti sê qua ti. Dạ con đã đọc xong và kệ xong, con phân tích con có sai, mong ngài Chí Đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ con kính mời vị kế tiếp. Con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bắt bài ạ. Sa thú sĩ Quang Thân đã kết thúc buổi sinh hoạt về trường âm, đoạn âm, giọng kinh cũng như giọng kể. Kính lễ được tuệ đức, kính chào của tôn nữ Tự Duyên, kính chào của tôn nữ Phúc Hạnh, xà thủ quý vị hôm nay. Mặc dù đường truyền không được tốt ha, nhưng mà quý vị vẫn nhiệt tình, vị nào cũng giỏi hết. Bây giờ chúng ta ôn lại rồi đi vào ý nghĩa của tự vận ha. Câu Phật ngôn 67 này về trường âm, đoạn âm thì chỉ có một cách đọc mà thôi, tức là đọc một hơi. Quý vị mà yếu thì đọc hai hơi ha, tức là dừng lại nơi trường âm. Na tăng cam măng ca tăng sa thu dân cát tòa nu tóc ba ti giá sa a su mu phô rô đăng quý bà cầm ba ti xê quá ti. Còn quý vị cảm thấy hơi yếu thì quý vị chia làm hai, nhưng mà chia làm hai không có dừng lại cuối câu số 2 nha. Bởi vì cuối câu số 2 nó là đoạn âm, thì quý vị dừng bất cứ chỗ nào ha. Nhưng mà tốt thì đọc một hơi. Và cái dòng kệ thì chúng ta đọc một lần hai câu ha. Trừ ra trường hợp cái câu nào nói dài thì chúng ta đọc từng câu một. Còn 8 từ thì chúng ta có thể cố gắng đọc qua câu số 2 rồi chúng ta dừng. Na tăng cam mân ca tăng sa thu dân ca toa á nu tâm ba tỳ giả sa su mu hô rô đăng quy ba căn ba tỳ xê qua tỳ. Tức là chúng ta đọc một lần hai câu để lương cái giọng với nhau, lên và xuống, nghe cái âm thanh, chúng ta cảm thấy rằng đây là một cảm hứng. Tức là khi chúng ta kể, tức là chúng ta có những phổ cái hồn vào đó. Rồi bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa chữ vận. Câu đầu tiên: Na tăng cầm mần các tăng xà thủ. Chuyện ná có ý nghĩa thế nào? Alo, xin Nhật Quỳnh. Ná có nghĩa là không. Rồi chữ tăng này nói về cái từ gì? Đây là một đại từ quan hệ trung tính ha, do đại từ tá và được chia theo đối với đối từ gia quỳ phát tâm, có nghĩa làm ấy. Và việc làm ấy là việc làm gì? Cầm mần, cầm mần do cái từ cầm má. Cầm má nó là một danh từ trung tính ác rành ta nó vùng sách và linh gá. Và cầm má được chia theo đối cách số ít đối trì gia quỳ phát tí ê có quá trần á. Cho nên cầm má biến thành cầm mần. Cầm mần là việc làm, hành động hay là nghiệp do cái động từ ta vô tí. Rồi chữ các tăng,
ca tăng do cái động từ karoti này, và ở đây nó là một vào quá khứ phân từ trung tính, có nghĩa là đã được làm, ca tăng đã được làm. Rồi sa thú thì quý vị biết rồi ha. Vô trong room này cứ sa thú hoài sao không biết được ha. Rồi sa thú là cái gì? Quý vị thấy vô đây cứ sa thú tốt lần thấy á. Rồi. Rồi câu số 2. Dân các tòa anu tóc ba tí, dân các tòa anu tóc ba tí, chữ dân dân và tăng việc làm ấy, thì cái dân này là này ha, chữ tăng có nghĩa là ấy, chữ dân này có nghĩa là này, việc làm này, tức là kia và nọ, này và nọ. Rồi các tòa cũng do cái động từ karoti, đây là một động từ bất biến quá khứ ha, sau khi làm, sau khi đã được làm, các tòa sau khi làm đã được làm. Rồi chữ các tòa, rồi cái động từ anu tóc và tí, chúng ta thấy tiếp động ngữ anu có nghĩa là y theo, rồi tóc và tí là đốt nóng mà bị thiêu cháy, mà đốt nóng và thiêu cháy ở đây có nghĩa là hối hận, bị khóc than. Anu tóc và tí bị hối hận, bị khóc than, hay là trạo hối, tức là nhớ lại một cái việc làm gì đó xấu xa tội lỗi và cảm thấy hối hận ăn năn. Anu tóc và tí. Rồi câu 3, Yasa Asumukorodang. Câu số 3 có 3 từ Yasa là của việc ấy, do cái đại từ giá của việc ấy. Asu có nghĩa là nước mắt, Muko do từ Muka có nghĩa là khuôn mặt hay là cái cửa thì Asu Muko ở đây đứng làm chủ từ số ít ha, và tham ai có cái tên nó bị phát đi, cho nên mô khác biến thành mô khô. Asumuko là khuôn mặt đầy nước mắt. Asumuko khuôn mặt đầy nước mắt. Rồi rô đăng hiện tại phân từ nam tính và được chia theo đối các số ít, đối trị giao quyền phát triển có quá trình á. Hiện tại phân từ có nghĩa là đang than khóc lóc.
Mình chào chị Nguyên Trang. Hôm nay đi lạc ha. Học muốn xong rồi mới đến với đạo tràng. Câu cuối cùng, quý ba căn bất tí xê quá tí. Quý ba căn gió từ quý ba cá. Đây là một danh từ nam tính, á khoan pháp bụng linh ga. Quý ba cá được chia theo đối các số ít đối trị giá quý pháp tí hệ có quá trình á. Cho nên quý ba cá biến thành quý ba căn. Quý ba căn là kết quả, hiệu quả hay là thành quả. Quý ba căn rồi bát tí xe quá tí, bát tí xe quá tí. Động từ này là một động từ số ít, có tiếp đồng ngữ bát tí là theo sau với, rồi có động từ chính của nó là xe quá tí. Xe quá tí có nghĩa là tiếp nhận, cung cấp hay là giao thiệp. Theo nghĩa là tiếp nhận theo sau hay là nhận lãnh, tiếp nhận theo sau hay là nhận lãnh. Bát tí xê quá tí. Rồi câu Phật ngôn 67 cho chúng ta ý nghĩa việc gì sau khi làm mà bị hối hận và tiếp nhận cái quả thành tựu của việc ấy với khuôn mặt đầy nước mắt khóc lóc, thì việc làm ấy đã được làm một cách không tốt đẹp. Xin lặp lại, việc gì sau khi làm mà bị hối hận và tiếp nhận cái hậu quả của việc đó với khuôn mặt đầy nước mắt khóc lóc, thì việc làm ấy đã được làm một cách không tốt đẹp. Ngài Hòa Thượng Giới Đức theo phổ thơ lục bát thế này: ác nghiệp là nghiệp chẳng lành, ăn năn hối quá phát sanh lòng người, đến khi quả dữ chín mùi, lệ tuôn đầy mặt, lạy trời khóc mưa. Ác nghiệp là nghiệp chẳng lành, ăn năn hối quá phát sanh lòng người, đến khi quả dữ chín mùi, lệ tuôn đầy mặt, lạy trời khóc mưa. Ngài Hòa Thượng Minh Châu với là thể thơ ngũ ngôn ha. Nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặt vốn lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục. Nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặt vốn lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục. Rồi chúc cô tu nữ Phúc Hạnh an vui ha. Rồi như vậy câu Phật ngôn 67 chúng ta cũng đã hiểu ý nghĩa từ ngữ như thế nào ha. Bây giờ đi vào duyên sự. Câu Phật ngôn 67 nói lên cái vấn đề là một người nông phu khi mà Đức Phật người tại chùa Kỳ Viên, ngài đã đề cập đến một cái người cày ruộng, một người nông phu. Thì người nông phu đang cày một thửa ruộng cách thành Sawatthi không xa. Lúc bây giờ có một nhóm trộm đạo tức là đạo chức đó, do theo một kinh, một cây nước, một con kinh đi vào trong thành, rồi nó đào một cái đường hầm đột nhập vào nhà một gia đình trưởng giả. Chúng tóm thâu rất là nhiều vàng bạc, rồi theo cái con kinh thoát ra bên ngoài, theo đường nước đã thoát ra bên ngoài. Thì một tên trộm nó lừa đồng bọn của nó giấu đi 1.000 đồng tiền vàng, bỏ vào một cái túi trước khi bọn chúng đem đến cái thửa ruộng để phân chia tài sản.
thì lúc mang tài vật của mình đi thì tên trộm đó đã làm rơi cái túi tiền 1.000 đồng tiền vàng ra khỏi bọc mà nó không hay biết gì hết. Thì đúng vào ngày hôm đó, vào lúc sáng tinh sương rất là sớm, và Đức Phật quan sát về thế gian, thấy hình ảnh của người nông phu này lọt vào trong bổng trí của ngài, ngài mới tự hỏi: ồ, sắp có việc gì đây? Quán thêm chút nữa thì ngài thấy rằng cái người nông phu này sẽ đi cày vào buổi sáng sớm, và những cái người mất của sẽ đi theo dấu của kẻ trộm, tìm được cái túi tiền vàng 100.000 đồng tiền vàng này ở trong cái thửa ruộng của cái người nông phu, và bắt người này, tức là người nông phu này, trên cái thửa ruộng của mình có 1.000 đồng tiền vàng mà không có hay biết gì hết, để rồi bị oan, bị bắt. Thì ngoài ta ra, tức là Đức Phật ngài ám chỉ về chính bản thân ngài, ngoài ta ra thì không ai có thể làm chứng cho cái vấn đề này. Và lại cái người nông phu này có duyên lành để chứng đắc thánh quả tu đạo hơn, vậy thì ta nên tế độ cho người đó. Người nông phu trong phụng sư ngự đến cùng với đại đức Ananda là vị thị giảng ngài, thì y quan hỷ quá, đang cài bỏ cài đi đến đại lễ Đức Phật, và sau khi đại lễ xong thì cũng tiếp tục đi chứng đạt tiếp. Thì Đức Phật ngài tỉnh bơ đứng im, chẳng nói chẳng rằng gì với người nông phu, mà ngài nhìn đại đức Ananda rồi đi đến nơi cái túi tiền bằng vàng 1.000 đồng tiền vàng đó đang nằm dưới đất, chỉ cho nhà đức Ananda trông thấy và bảo rằng: này Ananda, ông có thấy con rắn độc không? Và Đức Thế Tôn: con có thấy con độc xà ghê gớm. Ông Thế Phật: mắt của ngài Ananda thấy như thế nào mà cái túi tiền bằng vàng mà lại nói là con độc xà ghê gớm? Thì nghe những lời đối đáp giữa Đức Phật và ngài Ananda, người nông dân mới nghĩ rằng: ồ, mình tới số hay chưa mà nghe nói có con rắn độc nó rai vãng ở nơi đây. Rồi khi mà Đức Phật đi khỏi, người nông dân này mới cầm một cây gậy thì để với ý định để giết chết con độc xà. Nhưng mà khi đi đến chỗ mà Đức Phật và ngài Ananda nói là con độc xà đó, thì không thấy con rắn đâu cả, mà thấy một cái túi tiền bằng vàng màu trắng ngang đồng tiền vàng luôn. Thì cái người nông phu này mới nghĩ rằng: ồ, chắc Đức Phật đã ám chỉ vào cái số tiền, số vàng này. Rồi anh ta mới lượm cái túi tiền bằng vàng đó đem trở lại ruộng, rồi đặt nó xuống, che lại sơ sài và tiếp tục đi cày tiếp. Khi mà trời vừa sáng tỏ thì những người trong ngôi nhà của ông trưởng giả bị trộm á, trước mình bị mất đồ nè, rồi mang theo cái dấu chân đi lần đến cái chỗ sử dụng của người nông phu, và nơi đó họ gặp được nơi bọn trộm chia tài vật và thấy có dấu chân của người nông phu, và theo dấu thì họ moi đất lên tìm thấy túi tiền bằng vàng ở dưới đất. Họ vùi sạch bụi, lấy cái túi lên rồi mắng chửi, đánh đập người nông phu và nói rằng: mày ăn trộm đồ của người ta rồi đã vờ ra đây đi cài hả? Họ bắt anh chàng nông phu này giải đến Đức Vua để định tội. Đức Vua nghe xong câu chuyện trộm đồ có tang chứng đàng hoàng, cho nên mới hạ lệnh mang anh chàng ta ra để mà xử tử hình. Rồi quân lính bắt trói kéo anh ta
lấy roi hút vào người anh ta rồi dẫn anh ta ra pháp trường. Trong lúc mà bị đòn roi, anh ta vừa đi vừa nói đúng miệng: "Này Ananda, ông có thấy con rắn độc không?" Bình ngài: "Con thấy con rắn độc ghê gớm. À, mặc dù bị độc, bị đánh, bị ăn đòn, nhưng mà miệng anh ta không có than van, không có khóc róc, mà anh ta cứ nói cái câu này: "Này Ananda, ông có thấy con rắn độc không?" Bạch ngài: "Con thấy con rắn độc ghê gớm." À, mấy người lính mới hỏi: "Cái chú này lập đi lập lại những cái lời đối thoại như thế để mà làm cái gì? Đánh đau thì khóc thì la, mà cái anh chàng này sao kỳ quá vậy? Này em ăn ra có thấy con rắn độc không?" Bạch ngài: "Con thấy con rắn độc ghê gớm." À, thì người nông phu mới nói rằng: "À, mấy chú đừng có thắc mắc, khi nào mà đến gặp đức vua tôi sẽ nói. À, thì tôi không có tai khóc gì hết." Nghe như vậy thì quân lính mới giải tội nhân đến trước sân rồng, rồi tấu đức vua về cái những lời nói của cái người nông phu. Đức vua nghe như vậy mới phán hỏi: "Tại sao ngươi lại nói những lời như thế?" Tấu bệ hạ: "Con không phải là kẻ trộm, đó là người ta thuộc là mọi sự cho đức vua nghe. Từ lúc từ khi cài cho tới khi bị bắt." Và nghe xong thì đức vua phán hỏi: "Này Khanh, Khanh quả là một bậc trượng phu quân tử, cho nên đức quân sư mới là nhân chứng. Nếu hình phạt Khanh thì không hợp lý, chẳng trẫm sẽ biết nên làm như thế nào cho hợp lý." Rồi chiều hôm đó, đức vua dẫn cái người nông phu này đến ý kiến đức quân sư và hỏi rằng: "Bạch ngài, ngài có ngự du với ngài Ananda đến sửa ruộng cày của người nông phu này phải không?" "Phải, tâu đại vương." "Và nơi đó ngài đã thấy cái vật gì?" "Tâu đại vương, thấy cái túi tiền bằng vàng. Và lúc thấy nó thì ngài đã phán dạy như thế nào?" "Này đại vương, Như Lai đã nói như thế này là: Này Ananda, ngươi có thấy con rắn độc không?" À, thì đức vua mới nói rằng: "Bạch ngài, nếu mà người này không đem ngài ra làm nhân chứng thì chắc sẽ không có toàn mạng. Và nhờ có những lời đối đáp của ngài và ngài Ananda mà hắn mới được tồn sanh." Nghe đức vua nói như vậy, đức Phật mới đáp rằng: "Phải đó, tâu đại vương, Như Lai đã nói lên bấy nhiêu lời rồi mới ra đi. Và lẽ thường đối với bậc trí giả, nghiệp nào hễ đã làm rồi, về sau phải ăn năn hối hận thì chẳng nên làm." Và đề cập đến việc này, đức Phật thuyết lên câu Phật ngôn sau 17, để đưa câu Phật ngôn này lên cho bà con thấy nha. Phật ngôn 6:17: "Na tăng tầm mần ca tầm sa thú dân ca tòa nu tóc ba tư giác sa a tu mô rô đằng quý ba tầm ba tư xê quá tí." Nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặt nhuốm lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục. Khi mà câu Phật ngôn này chấm dứt thì người nông phu đó chứng đắc thắng bởi tu đạo rồi. Và những vị tỳ kheo hiện diện cũng có nhiều vị chứng đắc thắng quả. À, trong nhân sự này chúng ta thấy rằng nông phu lượm vĩ rất bên đường, và gió ai ngờ lại phải vươn. May có đức thầy làm chứng giúp, bằng không uống kiếp chịu hàm quan. Bị lính đánh đòn chẳng thở than, tự mình biết thật vô can. Người ngay mắc nạn cam lòng nhẫn, nhờ Phật từ bi mới mạng toàn.
câu Phật ngôn 6:17 qua duyên sự thì chúng ta thấy rằng và như tai bay vạ gửi ha, hay là phước bất trùng lai họa vô đơn chỉ, mình đi cài rồi lính nó tới nó bắt nó đánh đập. Nhưng mà hôm nay á bây giờ có cái duyên trong quá khứ, cho nên khi mà cái duyên nó chín mùi và Đức Phật Ngài đã tế độ cho ông này chứng đắc thánh quả tu đạt quả. Rồi thời gian còn lại nửa tiếng đồng hồ phải không? Còn lại nửa tiếng phải không? Alo, còn lại bao nhiêu? Đúng rồi, còn khoảng nửa tiếng. Xin mời quý vị có ý kiến về câu Phật ngôn này. Alo, làm sao mà Sĩ Thà nói tri ân? Chắc là nghe đoạn này có lý quá ha. Rồi mời Sĩ Thà có ý kiến đi. Như vậy là chứng tỏ Sĩ Thà chú ý lắng nghe nè. Rồi bây giờ chú ý lắng nghe câu Phật ngôn này hay hay dở, và ý kiến của Sĩ Thà sao? Xin mời bàn tay Sĩ Thà. Bàn tay đâu rồi? Đưa lên, có sao nói vậy người ơi nha. Alo, Sĩ Thà. Đâu bàn tay mất tiêu rồi. Thôi bây giờ bỏ mic xuống à, thì nó mới lượm lên, mới nói chuyện. Nhiều khi cầm mic nó, ô có người cầm rồi, cho nên con khỏi cho cầm đưa tay. Không có ý kiến sao mà không có ý kiến, sao xa thú, trời ơi, chữ xa thú là chứng tỏ là quan hỷ ha. Mà quan hỷ như vậy là quan hỷ với điểm nào ở chỗ này? Đang cài ruộng mà bị lính nó tới nó bắt nó đánh đập búa xôi như vậy mà coi như là quan hỷ xa thú, nó không biết xa thú làm sao. Rồi bây giờ hỏi, đưa tay lên có ý kiến rồi nói là không có ý kiến. Này thấy biết là sao không có lập trường đó. Hồi nãy đọc cũng hay lắm mà sao bây giờ là không có ý kiến? Rồi có ý kiến chứ. Xin mời. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mai, dạ, Nam Mô Sang Khai, dạ, dạ, con kính lãnh lễ Ngài Trí Đức, con kính lãnh lễ Trí Tôn Đức Tăng, con kính chào các cô tu nữ và đạo tràng, dạ. Dạ, thưa Ngài, con chưa có đọc, con tính đọc Ngài lên giảng nên con đâu có đọc được đâu. Dạ, con, cái câu này con ra thú là tại vì con thấy cái vị này chấp nhận cái nghiệp khi cái quả nó tới. Thì bị đánh đập như vậy nhưng mà vẫn không than khóc thì cũng là một cái chuyện hy hữu. Thì cái vị này thì con thấy như vậy nên con xa thú, tại vì đã biết nhân với quả. Cái vị này đúng là ba la mật đã được chín mùi, và chỉ động một cái câu pháp cú mà đã chứng đắc đạo quả. Thì đó là cái ý của con. Thì đó là bài học mà con nghĩ là khi cái quả xấu của mình đã tới thì mình phải chịu chấp nhận, và coi như đó là cái quả mà cái nhân mà mình đã gieo những kiếp trước, thì giờ cái quả nó đã chín mùi đến thì phải chấp nhận mà nhận lãnh. Dạ, con chỉ có ý kiến vậy thôi thưa Ngài ơi. Dạ, con xin trân mất lại. Alo, 123 123. Ý kiến của Sĩ Thà như vậy. Bà con ở trong room này có ai đồng ý, có ai không đồng ý thì chúng ta phải làm sáng tỏ nhé. Ai đồng ý với Sĩ Thà thì tặng bông tặng hoa, ai không đồng ý thì đưa tay phản đối. Không phải câu Phật ngôn nào cũng hay, câu Phật ngôn nào cũng chúng ta cũng áp dụng được mà có những câu Phật ngôn chúng ta phải lấy đó làm gương để mà né. Có những câu chúng ta phải thực hành, dầu né hay thực hành thì đó cũng là những bài học. Vậy thì tại sao Sĩ Thiền Vũ lại tặng bá cành hoa mà cành hoa hướng dương này như là lấy bản quyền của chúng tôi á? Thôi mời Sĩ Thiền Vũ có ý kiến qua sự trình bày của Sĩ Thà. Mời Sĩ Thiền Vũ.
Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Chí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính chào quý cô tu nữ, xin chào quý đạo hữu. Dạ, thưa sư, con thấy Xích Hà nói quá hay, nên là con sư hỏi có đồng ý không thì con thấy con đồng ý, con tặng hoa. Còn nếu mà theo cái duyên sự của câu này sư kể đó, mà con tự nghĩ nếu mà con nhìn thấy một túi vàng vậy, chắc con cũng không thể nào tránh khỏi lòng tham. Kể cả nếu mà có biết cái duyên sự rồi, nghĩ là sẽ gặp hậu quả đó, thì con không biết mình có thắng được cái tham trước một cái món lợi quá lớn không. Nhưng mà những lời giảng dạy của sư thì con sẽ cố gắng để mà nhìn thấy cái tác hại của cái tham của mình. Dạ, con không biết con nói như vậy có đúng không, thì con xin sư sửa cho con ạ. Alo, 123, cái thiên vũ nói là cái thằng nó quá hay. Cho nên chỉ đóng góp và theo cái quá hay của Xích Hà, nghĩa là tán thán công đức. Thấy không ngờ hôm nay cái thiền vũ khen Xích Hà qua sự trình bày như vậy. Còn ai cảm thấy rằng Xích Hà, sư thiền vũ có tư tưởng như vậy, mình tư tưởng mình khác, mình sẽ nghĩ câu Phật ngôn này là một cái bài học mà cho chúng ta thấy những cái sự việc nó xảy ra trước mắt, người đó làm thiện ha, làm thiện suốt cả cuộc đời, nhưng mà tại sao cái ác nghiệp đó, nó làm cho người đó khổ. Ví dụ như ngài Mục Kiền Liên ha, vì mà thần thông đệ nhất bay lên trời, đi xuống được này, bay lên trời thế rồi đi về nhân gian nói cho Phật tử biết rằng nhờ tạo thiện sự như vậy mới được lên cõi trời, làm ông này bà kia, được làm ông trời là sướng lắm ha. Quý vị thấy bây giờ mưa nắng do ông trời quyết định không, thiệt là lòng trời muốn mưa, mưa muốn nắng thì nắng, thiên tai dịch bệnh cũng do ông trời ha. Chúng ta cứ nghĩ bình thường là như vậy đi. Nhưng mà rồi khi mà ngài xuống địa ngục á, ngài mới đem những cái vấn đề khổ do tạo ác nghiệp mà mới đọa vào cái khổ cảnh vậy đó. Rồi bà con nghe nói địa ngục nè, súc sanh, ngạ quỷ, Atula, những cái khổ cảnh như người ta sợ. Rồi ta tạo thiện pháp và người ta theo Phật giáo rất là nhiều, bởi vì nhân và quả. Nhân và quả đã đưa con người của chúng ta đến nơi toàn thiện ha, tùy duyên thuận pháp. Nhưng mà tại sao ngài Mục Kiền Liên giỏi như vậy, có thần thông như vậy, nhưng mà kết cục là thê thảm, tức là bị 500 tinh cướp nó bầm nát như tường vậy. Ngài có thần thông mà tại sao cái chết của ngài đau khổ quá vậy? Thì ở đây cho chúng ta thấy rằng lãnh chịu quả dị thuộc, tức là cái ác nghiệp mà khi trả quả thì dầu có chạy đâu cũng quá thoát. Mà ngài thì đã là hữu dư niết bàn rồi, bây giờ đọc tan xác như vậy là ngài phải vô dư niết bàn. Thì như vậy chúng ta thấy rằng tại sao cái vấn đề ngài Mục Kiền Liên thấy đau khổ như vậy. Ác nghiệp khi mà trả quả rồi thì chúng ta thấy theo cái luật là nhân quả ha, thì dầu mình có làm thiện bao nhiêu nữa, nhưng mà khi cái ác nghiệp nó trả quả thì chúng ta dù là thánh tứ quả nữa, nhưng mà thân ngũ uẩn này còn là phải chấp nhận trả quả. Chứ đừng có nói là tôi là một cái vị A-la-hán, tôi là một vị Phật thì không chịu bác nó. Không phải. Chính Đức Phật cũng bị vô quá, chính Đức Phật cũng bị Đề Bà Đạt Đa tìm cách hãm hại. Vậy thì thiện nghiệp và ác nghiệp theo câu Phật ngôn này
tức là cái người chịu ác nghiệp, họ than van sầu khổ mà họ không có tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao mà mình tạo ác nghiệp này. Cho nên ngày một tuần liên sau ba lần ha, ba lần nó đột nhập vô tốc, thì lần thứ tư á, ngài chấp nhận trả quả, không có dùng thần thông biến mất tại chỗ, không dùng thần thông ra ổ khóa, không dùng thần thông để bay lên nóc nhà, mà ngài chấp nhận trả nghiệp ngồi im đó. Mục đích của nó là giết mình, thì bây giờ mình chết còn giết thêm chi nữa. Ngài chấp nhận trả quả do quá khứ bất hiếu với cha với mẹ. Rồi còn đối với thế gian, chúng ta không có một cái vấn đề nhân quả nghiệp báo rõ ràng, cho nên khi mà làm những cái chuyện mà xấu xa thì chúng ta ăn năn hối hận, khóc lóc, đấm ngực, than khóc tùm lum tà la. Đó là những người không hiểu về nhân quả nghiệp báo. Còn với người đã hiểu rồi thì chấp nhận trả nghiệp, chấp nhận trả nghiệp. Rồi bây giờ ai có ý kiến tiếp? Ý kiến của Sích Hà, Chi Tiền Vũ cũng làm sáng tỏ vấn đề ha. Nhưng mà còn nữa chứ, thời gian còn mà. Rồi vì nào có ý kiến tiếp, càng nhiều ý kiến thì chúng ta cảm thấy câu Phật ngôn này là một bài học. Rồi mời cô Tu Nữ Trị Duyên. Dạ, sa thú, con thành kính tri ân Ngài. Dạ, kính chào Đạo Tràng. Dạ, hồi nãy giờ thì con cũng nghe cái duyên sự của Ngài đã nói lên rồi. Và Xích Hà cũng nói, rồi Thiện Vũ cũng đã nói. Thì bây giờ con có liên tưởng đến một cái chuyện mà trong cái dịch Covid này, mà tại sao có những người đi làm phước mà quay về lại hối hận. Đó là có một đoạn clip con coi, đó là của Khương Dừa. Khi mà đứng ra đi làm phước, những người mà họ không có phương tiện, họ đi bộ. Rồi một số người thì có đi xe Honda. Nhưng mà tại vì làm sao mà Khương Dừa phải đi làm thiện mà phải hối hận? Có nghĩa là lúc Khương Dừa đang đứng giữa cầu thì có một bà cụ không thấy rõ mặt, nhưng mà cái tướng thì đi xe đạp rất là nghèo khổ. Mà đến Khương Dừa mới nói với Khương Dừa là cô Hùng vô 1 triệu để mà Khương Dừa làm phước cho những người đi đường. Thì Khương Dừa cứ, lúc đầu thì Khương Dừa cứ nghĩ là bà cụ này đến để mà xin tiền. Nhưng mà ngược lại, bà cụ này đi đến để đưa cho Khương Dừa 1 triệu để làm phước cho những người khác. Thì lúc đó Khương Dừa mới cảm ơn bà, thì quay đi. Thì ở đây Khương Dừa mới tiếp tục làm phước cho những người đi về quê mà... Một số người thì không có phương tiện, đã đành rồi. Còn một số người á, có 2 vợ chồng cũng già chứ không trẻ. Và 2 cái người vợ chồng này á, rất là gọi là gian dối. Có nghĩa là đi Khương Dừa đã cho 1 lần rồi, thì quanh 1 vòng trở lại, 1 lần thứ 2. Rồi Khương Dừa cứ ngợ, Khương Dừa nói: ủa, hồi nãy con mới nhớ là hồi nãy đã cho tiền 2 người rồi mà Khương Dừa cứ ngợ, và tiếp tục cho 2 lần. Và 3 lần, Khương Dừa quay trở lại gặp nữa, 2 chồng quay lại xin nữa. Và Khương Dừa cứ ngợ nữa. Thì lúc đó, cái lúc mà đang làm phước á, thì Khương Dừa không có nghĩ đến nữa, bắt đầu là bỏ qua rồi đi tiếp tục làm những người khác. Mà khi mà quay trở về rồi mới suy nghĩ, tại sao cái bà cụ kia bà đưa cho mình tiền mà mình làm phước á,
nó không có đúng. Có nghĩa là một người thì không có, một người thì tham quá, quay đi quay lại lấy cho 2-3 lần, xin 2-3 lần. Mà có một khe nữa thì một cái cô gái giả vờ, cô gái này chắc cũng trung niên chứ không có nhỏ, cũng chở 2 đứa con, cũng quanh đi rồi quanh lại, tham rồi quanh lại, cứ 2-3 lần như vậy. Thay vì người ta đi lượt đi thì cho chỉ một chiếc xe thì chỉ được có 500, tự nhiên có khi thấy 200, có khi 500. Nhưng mà cái cô này quanh đi quanh lại, mà bữa đó hình như là nói lên là được 2,5 triệu, rất nhiều. Bởi vậy cho nên á, khi một người làm phước nhưng mà họ vẫn ăn năn. Tại vì sao? Họ cho có những người thì cho nhiều quá. Còn tại sao? Có những người rất là cao thượng, chứ không phải nói một phía. Có những người cao thượng là sao? Có một người, 2 vợ chồng đó cũng chở 2 đứa con, rồi cũng chở lỉnh kỉnh những cái đồ vật dụng. Thì đi qua Thương Dừa mới quắt tay lại và nói là lấy một ít tiền để mà đổ xăng. Thì 2 vợ chồng này nói dạ được rồi, chúng tôi có trang bị đủ tiền xăng để mà về quê, tôi không lấy. Mà Thương Dừa có nói 2-3 lần mà 2 vợ chồng đó thì không lấy, dứt khoát là không lấy. Có nghĩa là nói để làm phước cho những người khổ hơn tôi. Thì Thương Dừa mới nói là tri ân 2 vợ chồng đó rất là cao thượng. Đó, cho nên á, ở đời cũng có người họ rất tham, vì không có nghĩ cái người còn lại khổ hơn mình. Phải chi mà nghĩ giống như 2 vợ chồng này á, thì cuộc đời nó cũng có ích cho những người khổ, có những người rất khổ hơn mình. Thì mình biết đủ á, thì mình nghĩ rằng cái số tiền này đủ về quê thì mình không lấy. Còn có những người tại sao mà cứ quanh đi quanh lại mà để cho người ta nghi ngờ, để cho người khác làm mình làm khổ cho cái người người ta đi làm từ thiện. Đó, cho nên á, có rất nhiều người như vậy, gọi là thế gian mà, người dày người khác, người này người nọ. Chứ đâu có ai mà suy nghĩ giống như 2 vợ chồng kia mà đã có tiền đủ để mà về quê. Thì cái câu Phật ngôn này nói đến mà những người mà ở trong cái thời Đức Phật á, thì người ta liên tưởng đến cái khổ và cái thoát khổ. Còn bây giờ thì đa số người thì đi ngược lại. Không hiểu vì sao? Vì đi ngược lại là do không hiểu. Chứ người ta hiểu rồi á, thì có thể người ta cũng không dám, vì sợ là cái nghiệp khi mà nó đã trổ, đã không biết thì làm sao mà biết nghiệp. Người ta chỉ thấy hiện tại thôi, người ta chỉ thấy hiện tại và người ta làm sao để có lợi cho mình. Và đang cái dịch mùa Covid nữa rất là khó khăn, cái lúc đó thì rất là khó khăn, mỗi lần đi ra ngoài đường. Bởi vậy cho nên có những người, người ta không có muốn ở Sài Gòn nữa, đã bao nhiêu tháng rồi mà ở trong cái nhà trọ nó rất là nhỏ và nóng nực. Cho nên khi mà thấy có cái luật ban hành chỉ cần không có xe lớn, gọi là xe đò đi, không có xe đò để đi, họ vẫn đi bộ, họ đi. Có những người đi một tớp từ 8, 10, 10 người, họ đi bộ, họ vẫn chấp nhận họ đi bộ, họ đi về quê họ sống. Nghĩa là về có cái gì ăn cái đó, chứ họ không có muốn ở trong cái Sài Gòn chật hẹp. Nói tiếng Sài Gòn nó sang trọng như vậy, chứ có những người rất khổ hơn ở vùng quê nhiều lắm.
ở vùng quê mặc dù nghèo, nhưng mà khi mình ra ngoài đồng, ngoài ruộng, mình bắt ốc, bắt cua, có cái gì ăn cái đó. Tại vì họ khổ quá mà. Chứ nếu mà họ biết nghiệp sát sanh thì họ cũng không dám bắt những con cua, con ốc. Mới vừa mấy ngày nay thì có một cô Phật tử vô chùa, cô kể, cô nói: cô, con đi ngoài đường con thấy một ông cụ, ổng rao, ai mua cua đồng hôm mà con thấy trong cái bịch có một chút xíu à, mà con không dám mua, vì mua về không có cái chỗ mà để thả, tại vì cua đó cua sống không à. Con vô chùa con biết làm công quả, con không có dám sát sanh, mà con thấy thương đứt ruột, con không biết làm sao. Thì lúc đó tự nhiên nói thì cứ mua đi rồi đem ra ngoài sông ngay trước chùa của mình nè, người ta chạy từ trên đó rồi đem xuống dưới sông thả. Cái cô nói: ồ, hay không có nhớ, không nhớ. Mà lúc cô thương cái ông cụ quá, ông cụ không có tiền, mà ông cụ đi bắt bịch cua như vậy, mà đi đường cứ rao văng vẳng, ai mua cua đồng không, mà cổ nói cổ đứt từng đoạn ruột. Thì đó, cho nên á thì con có vài lời chia sẻ cái hiện tại, và con cũng mong rằng luôn luôn con thấy cái trước mặt là cái pháp để mà mình thực hành, đó là cái pháp, cũng là cái pháp để mình thấy được, để mình thực hành. Dạ, con chỉ có bấy nhiêu lời. Dạ, bây giờ con kính thỉnh đạo tràng trở lại. Dạ, con kính thỉnh ngài, thấy tín hiệu của ngài. Xà tu cô tu nữ tự duyên. Quý vị thấy đi sâu vô vấn đề, cô tu nữ tự duyên chỉ triển khai cái từ quý ba cần là quả dị thục. Dị thục có nghĩa là khác biệt, tức là trong cái công nghiệp, trong cái biệt nghiệp, thì chúng ta thấy trong cái bài kinh: chúng sanh vốn đa tình lắm bậc, không thông đâu chân thật giả tà. Thì ở đây nói lên sự khác biệt giữa con người với con người, nhưng mà cái tâm á, tốt hay là xấu như thế nào. Xà thủ của tụi nữ tự nhiên đã đi sâu vô vấn đề ha. Rồi, thấy bàn tay Sĩ Nguyên Trang chắc phản đối quá ha. Rồi, mời Sĩ Nguyên Trang nè. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con không có phản đối đâu ạ. Dạ, con kính chào, kính là đại cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, qua cái câu mà chuyện của cô Tuệ Duyên á, thì nó cũng qua cái câu mời kể của cô Tuệ Duyên thì làm con cũng nhớ đến là mấy tháng trước thì con có đi qua chùa Hương Đạo. Tụi con có đi qua bển, đi qua bển ở khoảng vài ngày. Thì lúc mà tụi con ở bên bển thì chùa Hương Đạo có tổ chức là phát quà từ thiện cho những người, thì cũng là trong cái thời gian Covid luôn, thì cũng là dịch Covid, thì chùa cũng phát quà cho những người mà người nghèo. Ồ, dạ con không biết mọi người còn nghe con không ạ? Hello, dạ con cảm ơn. Dạ, vậy là có mình xích. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng, kính cảm ơn ngài ạ. Dạ, thì lúc đó là chùa phát quà cho mọi người, thì tụi con phát quà rất là hân hỷ, tại vì đồ, phải nói là đồ rất là nhiều, và người ta đến rất là nhiều để người ta nhận quà. Người Việt có nè, người Mỹ có nè, nói chung là đủ hết, không người để rồi người phải đủ, cũng như là ai đến chùa đều phát hết. Thì trong khi phát quà đó thì tụi con thấy những chiếc xe mà Mercedes, những chiếc xe BMW,
những chiếc xe mà rất là mắc tiền, nhưng mà vẫn đi vô trong đó để nhận, để thí dụ như rồi những cái xe đến, cái xe mà của mấy người mễ đến đi, thì người ta mỗi người cũng như người ta có cái phiếu là vô là người ta xin một, cũng như mỗi người là có phiếu, nếu mà hai phần thì hai phần, hai cái phiếu thì hai phần. Thì tụi con khi mà phát quà xong, có nhiều người người ta xin thêm, mình cũng cho luôn. Khi mà phát quà xong, tụi con nhớ là tụi con phát quà xong rất là đông, đông, phải nói là đông ơi là đông luôn. Hình như là mấy trăm phần, mấy trăm người người ta tới con từ sáng cho đến chiều vậy đó. Rồi xong rồi khi mà con tụi con làm xong rồi đó, thì đi trên đường. Sau đó thì sư mới chở tụi con đi đi một vòng tham quan thành phố. Thì có một người Phật tử trong nhóm tụi con mới hỏi là sư ơi sư, tại sao những người mà đi xe, trong khi đó người ta đi xe rất là mắc tiền, nói chung là Mercedes, BMW, rồi cái xe, những xe là Lexus đồ này nọ, thì cái loại xe mà mắc tiền, thì tại sao mà người ta vô trong đó người ta lấy quà cũng như giống như cô, tại sao mà không nhường cho người khác? Thì sư mới, con nhớ, con còn nhớ ngồi trên xe sư mới nói một câu như nào: mình làm thiện sự thì mình cứ làm thiện sự đi, người ta đến thì mình, người ta cần thì mình cứ việc đưa, mình đừng có tâm phân biệt là người ta đi xe gì hay là như thế nào. Thì sau khi khi mà con nghe sư nói như vậy á, thì con mới thấy là ồ, thì ra là những gì mình làm, mình lúc nào mình có, cũng có tâm, đúng là mình nghĩ là mình giúp với một cái người mà người nghèo, nhưng mà người ta đến xin thì mình cứ làm, còn cái chuyện mà người ta làm đúng hay sai thì cái chuyện của người ta. Nhưng mà lúc nào á, con mới thấy được là lúc nào mình cũng just là mình cũng cũng đánh giá, tại vì lúc nào mình cũng bỏ cái tâm vô là mình đánh giá là ồ, người này nên cho và người kia nên cho, rồi mình cho trong một cái tâm dính mắc. Nên cho người này, không nên cho người này, rồi tại sao người này như vậy, tại sao người kia như kia. Thì con thấy là trong khi mà mình đã tạo một cái thiện sự rồi, con thấy khi mà sư nói câu đó đó, thì mình quay lại mình nhìn bản thân mình, ngay cả mình làm một cái thiện sự chưa chắc là mình có một cái tâm thiện nữa, tại vì mình đã có một cái tâm phân biệt là ồ, tôi cho người này không cho người kia. Thì bởi vậy con thấy khi mà cái đó đó là con học hỏi rất là nhiều, mà con thấy là mình cũng phải, con không nói, con không dám nói ai nha, con chỉ nói bản thân con thôi, là con thấy khi mình làm thiện sự mình cũng phải cẩn thận và mình tự hỏi tâm mình là thật sự mình đang làm với một cái tâm thiện hay không, hay là với một cái tâm như thế nào. Mà khi mình làm tâm thiện rồi thì với một cái tâm xã, hay là với một cái tâm cầu, hay bất cứ một cái gì đó. Dạ, thì con chỉ lên chia sẻ mà cái sự cũng như là qua cái câu chuyện của cô thì làm con nhớ đến cái câu chuyện mà tụi con đã đi qua bển và những cái thiện sự, thì sau đó lúc là tâm rất là hoan hỷ. Dạ, con chỉ lên chia sẻ với cái một cái ý kiến nhỏ của con thôi ạ. Dạ, con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Dạ, con xin xuống mít ạ. Con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin xuống mít. Dạ, con xin phép ngài Chí Đức. Dạ, dạ, cho con nói một câu, tại con nghe Nguyên Trang nói hấp dẫn quá nên con chạy lại. Dạ, con thấy hết giờ nhưng mà ngài cho con nói một chút xíu về cái ví dụ làm phước. Thì thật sự mình cũng khó hiểu, khó biết được. Nhiều khi người ta như bên chỗ Nguyên Trang thì đi xe này, xe kia, xe nọ. Nhưng mà ở Việt Nam đó, kính bạch quý ngài và kính thưa đạo tràng, có một câu chuyện mà con mới nói con thì con mới thấy được cái chuyện Nguyên Trang nói. Mình đừng có thấy người ta như vậy là mình tưởng người ta không thiếu thốn. Là cái khu con gái, nhà gái con á, thì nó ở vùng xanh, nhưng mà bị phóng tỏ, mà nó ở trong mà một cái khu nhà lầu, tức là cái khu nhà lầu thì ở ngoài mặt đường, còn khu nhà nó thì ở đằng sau đó, là phải vô một cái hẻm. Nhưng mà cái hẻm á, thì
trong cái khu nhà đó, mười mấy hai chục căn gì đó, thì coi như là lúc nào cũng có quà, không biết. Con cứ nói hoài, không, con nói con ơi, trong cái khu nhà con chắc có lẽ có một vị nào đó, có cái phước dữ lắm. Nó nói ngày nào cũng có quà người ta cho hết mẹ ơi, sáng trưa chiều tối thì có hoài có hoài. Con còn phải trời dịch mà con phải đem đồ trong tủ lạnh, cứ thấy chỗ nào không có con lại đem cho tiếp, trong tủ lạnh đi thì ngày mai lại có tiếp. Nên là coi như là nó mất, thấy là không cần thiết. Mới đầu nghe bị phong tỏ thì phải mua, phải mua cái lễ trữ, nhưng mà tới lúc như vậy thì nó bung ra hết luôn. Nhưng mà cái này là mình mới thấy rằng không phải ở nhà lầu mà không đói, ở nhà lầu vẫn đói, vẫn thiếu ăn. Hôm đó thì cô con cũng có được một ít tiền để gửi về đặng cho mấy đứa nhỏ nó tạo phước. Thì nó đi mua rau muống, nó mua bầu, mua bí, coi như là nó biết được chuyện gì đó thì nó mua, mà nó mua tại nơi thì rất là rẻ. Trong khi nếu mà mình mua từ ký thì nó tới 10.000 một ký, mà mình mua tận chỗ còn có cái xe không đồng người ta chở nữa, nên rất là rẻ. Nên là mua lần mấy trăm ký. Thì đem ra phát cho cái khu nhà lầu, người ta mừng ơi là mừng. Người ta nói trời ơi, mày biết không, tao nửa tháng nay tao không có miếng rau tao ăn. Nên và nhiều thứ nữa, hoặc là cho họ mấy trái chanh thôi, mua lần mấy trăm ký chanh thì phát cho nhà mấy trái chanh thôi, người ta cũng rất là vui. Nên là mình đừng nghĩ ở nhà lầu mà không đói. Nên là cứ cho đi, dạ cứ cho đi, nếu cần cứ cho đi thì rất là hoan hỷ. Con kính nhân bích đến ngày, con đã lớn 2 phút rồi, con kính nhân bích đến ngày ạ. Ho rồi mới nói. Hôm nay tuyệt quá, rất là tuyệt vời qua câu Phật ngôn này. Được Thích Hà ha, Thích Nhân Vũ ha, rồi Thích Nguyên Trang, Thích Nhật Quỳnh chia sẻ. Nhưng mà trong sự chia sẻ hôm nay, tại sao Thích Hà nói hôm nay mất tiếng hoài hả? Những người khác còn nghe được mà. Cái máy này nó sửa cả ngày à, mà hôm nay lại chê kiểu này. Ủa, ai cũng nghe rõ hết mà tại sao Sức Hà như vậy là Sức Hà muốn kiếm chuyện. Trở lại vấn đề câu Phật ngôn này, vô ra 5 lần hả? Không sao, lần thứ 6 thì nó rõ hơn. Câu Phật ngôn này hôm nay nói lên cái nội dung. Tại sao cái quả dị thục, tức là quý ba căn này, mà cái người mà không biết về đạo á, không hiểu gì về nhân quả nghiệp báo á, thì khi mà cái chuyện khổ nó đến, họ chỉ có đấm ngực khóc lóc than thở, và họ chỉ biết cái khổ nó dằn vặt họ thôi, họ ăn năn hoặc trào hối, họ luôn luôn bị dằn vặt về tư tưởng, về buồn rầu sầu khổ. Nhưng mà riêng với những người mà biết tu tập á, như trường hợp Thích Nguyên Trang nói, đi vào vấn đề, chúng ta tạo thiện nghiệp không phân biệt nha. Trong cái mùa mà dịch bệnh á, là coi như tu tại gia đóng cửa hết, đi ra ngoài bị phạt. Thì bây giờ nhà giàu, nhà nghèo đi nữa thì cũng là thân phận con người, mình không phân biệt. Chính tại địa phương này, chúng tôi đi trao quà từng nhà, nhà giàu, nhà nghèo gì đó. Khi mà họ nhận quà, cặp mắt họ sáng rỡ, mình đem cái niềm vui tới cho người ta, không phân biệt. Mà mình cảm thấy mình hoan hỷ, mình cảm thấy mình hoan hỷ, đem lại sự an vui cho kẻ khác, thì không phân biệt là xe giàu, xe nghèo hoặc là đi bộ, mà mình chỉ nhìn trên cái nhân dạng của người. Chứ cái xe thì đâu có nói là cái tôi xe tôi giàu, xe tôi nghèo, xe nó vô trí,
còn con người của chúng ta là có tri thức này, thì bây giờ mình đem lại sự an vui cho kẻ khác, mà cái sự an vui đó nhiều hay là ít gọi là dị thục. Người giàu họ cảm thấy họ đủ ăn, họ không nhận, nhưng mà người giàu họ nhận, họ nhận nơi tấm lòng của chúng ta, chứ không phải là muốn quà nó nhiều hay là ít, mà muốn quà chẳng qua là cái tình người san sẻ cho nhau. Và khi đó chúng ta sẽ thực hiện được cái vấn đề là không phân biệt chủng tộc, không phân biệt giàu nghèo, thì cái phước đó gọi là phước ba la mật. Còn bây giờ chúng ta chú trọng đến người giàu hoặc là chú trọng đến người nghèo, rồi người giàu ê đi chơi vô khác, không được. Mà cái tình người được thể hiện bằng cách là chúng ta bố thí vô úy, không phân biệt, thì như vậy sự an lạc sẽ đến với chúng ta. Nguyên Trang nghe nói Quảng Hùng bỏ chạy ha, không ngờ chạy ra lấy trấn chạy vô. Rồi buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc nơi đây ha. Và mong rằng với cái phẩm ba lá này, quý vị sẽ đi vào, sẽ đi vào nội dung giống như sư Nguyên Trang ha, vừa chia sẻ, thì như vậy kết quả học tập của chúng ta sẽ được kết quả rất là nhiều. Không phải rằng hồi thời kỳ Đức Phật như vậy, mà bây giờ vấn đề Covid chúng ta đem ra để mà thực tế hơn trong cái vấn đề lời dạy của Đức Phật. Sa thú cô tu nữ tự duyên đã khơi mào, và sĩ Nguyên Trang đã đi vào nội dung một cách rất là sâu sắc, rồi thêm sự chứng minh của sĩ Nhật Quỳnh nữa, thì hôm nay câu Phật ngôn này đem lại cho chúng ta một bài học tuyệt vời. Thôi xin được kết thúc ở đây ha. Rồi chúng ta coi như khỏi hồi hướng đi ha, bởi vì thời gian sinh hoạt đã lố rồi ha. Rồi xin phép được đóng cửa, đóng phòng luôn.